Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo của tỉnh và lãnh đạo của huyện. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí. Vâng, và lúc này đây thì quý vị có thể thấy được trong 29 đơn vị đang đứng ở trên sân khấu này, có một đại diện đơn vị đang cười rất tươi. Và từ lúc đến giờ thì hai MC của chương trình cũng chưa xướng tên đại diện đơn vị này trong phần nhận thưởng và trong phần trao giải đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị có thể đoán ra đơn vị nào không ạ? Đơn vị nào ạ? Nói to được không ạ? Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được chúc mừng cho đơn vị Tiên Hội đã xuất sắc giành giải nhất trong phần thi trưng bày. Hẹn gặp lại trong mùa chương trình năm sau. Xin trân trọng cảm ơn.
sân khấu nếu mà bé điên. Xin được nhắc thêm cháu Vũ Thành Nam, Văn Trương, Văn Trương Vũ Xuyên, cháu hiện tại đang ở đâu đi về trên sân khấu, cái nhà của cháu đang chờ trên sân khấu. Thưa quý vị, ngay lúc này đây quý vị có thể thấy những hình ảnh rất đẹp mắt của các đoàn